Thưa sư, sư cho con hỏi, khi cúng dường một vị sư nhưng với tác ý cúng dường đến tứ phương tăng thì sẽ có phước báu nhiều hơn so với tác ý cúng dường đến một vị sư đúng không? Tức là đó, quý vị hướng tâm đến chư tăng ha, chư thánh tăng, hướng tâm đến tăng bảo, với cái vị này là người đại diện thì cái phước nó sẽ lớn hơn đấy. Xin lấy ví dụ như quý vị đến ngân hàng thì quý vị gửi tiền vào ngân hàng với cái người tiếp viên là cái người đại diện thì nó sẽ tốt hơn là quý vị gửi cho cá nhân cái người tiếp viên đó.